nội tâm nhiều, cũng tự lo được cho toàn thể gia đình được. Công việc thì là ổn định, và em vào đây là cũng đi theo con gái lớn em cũng đã lỡ một cũng đã lỡ dở một cuộc kết hôn rồi. Bao nhiêu năm? 17 năm. 17 năm mình có mấy cháu? Em có hai cháu, cháu gái đang học 11, còn cháu trai học lớp 9. Và bây giờ hai cháu đang ở với em luôn. Vâng đúng. Con gái em đăng ký chương trình cho em là cũng mong muốn cho bố tìm được một cái người phù hợp. Con gái đăng ký cho cha đó hả? Trời dễ thương quá vậy. Là giống như hai người chưa có đủ nghị lực để vượt qua cái khoảng cách địa lý ạ. Còn mối tình thứ hai thì sau 10 năm em cũng được mai mối và quen một thời gian thì thấy anh ấy có nhiều điều hay che giấu em á. Thế nên em thấy không phù hợp. Em cần một sự nghiêm túc và chân thành. Cách đây cũng 8 năm rồi. Để tìm được người để sống đến với nhau, được sống đến được đến đầu bạc và đến còn cuối đời còn lại của mình, dành cho nhau. Cũng mong muốn là hiểu được hoàn cảnh của em và chia sẻ cùng em trong cái cuộc sống thôi. Còn về công việc thì là em khẳng định là em tự em sắp xếp lo được. Thằng gái đăng ký cho bố nữa đó. Dạ. Rồi, xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, mời đi em trai. Mình sẽ giới thiệu về bản thân mình chút coi nè. Em xin chào chị Hồng Vân, em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Em xin chào hai họ đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Tên của em là Vũ Thị Lựu. Và em còn một cái tên thứ hai mọi người thường gọi em, đó là Thu Áo Dài. Năm nay em 42 tuổi. Công việc của em là chuyên may thời trang áo dài ạ. Rồi, xin mời nhà trai ạ. Giới thiệu em tên là Bùi Đăng Tứ, tên thường gọi là Tứ Diện. Năm nay 42 tuổi, quê quán ở ngoài Ninh Bình. Em vào đây được 4 ngày rồi. Dạ. Tức là quê vẫn ở Ninh Bình. Em làm Ninh Bình luôn. Làm gì vậy? Em hiện tại ở nhà đang cơ sở kinh doanh một cửa hàng vật liệu xây dựng, hoàn thiện nội thất đấy. Vâng. Và kinh doanh nhà đất. Bây giờ mình vào đây tham gia chương trình xong mình về ngoài đó ha. Còn em gái bên kia là ở đâu nhỉ? Quê em ở Bình Phước ạ. Hiện em đang công tác ở đâu? Dạ, hiện tại em làm tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Gái em kia có quê quán gì, có bà con gì ở miền Bắc không em? Dạ quê có, em còn một số người ở miền Bắc ạ. Bây giờ là mình kẻ nam người Bắc đó nha. Em gái, nếu như bây giờ á, với tình yêu thăng hoa đó đủ lớn á, thì em có chịu theo chồng về Ninh Bình không? Dạ, nếu mà tình yêu đủ lớn và em tìm đúng được cái người mà bao nhiêu lâu nay em mong đợi thì em nghĩ là vị trí địa lý không quan trọng, quan trọng nhất là con người thôi ạ. Rồi, vậy được rồi. Thôi em nói luôn cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi thôi. Dạ, điểm mạnh của em á là gọn gàng, sạch sẽ, luôn sống ở một cái tinh thần lạc quan, tích cực, đặc biệt là em giao tiếp với mọi người rất là thân thiện. Điểm yếu của em là sống thẳng thắn và hơi kỹ tính. Một chút nữa là em dễ bị xúc động. Người dễ xúc động là những người sống rất là tình cảm á. Rồi em trai, điểm mạnh điểm yếu thế nào nói cho nhà gái biết đi. Vâng, thưa anh với lại Quyền Linh với chị Hồng Vân, và em sống là nội tâm nhiều, cũng tự lo được cho toàn thể gia đình được. Công việc thì là ổn định. Và em vào đây là cũng đi theo con gái lớn em cũng đã lỡ một vâng, cũng đã lỡ dở một cuộc kết hôn rồi. Vâng. Bao nhiêu năm? 17 năm. 17 năm. Vâng. Mình có mấy cháu? Em có hai cháu. Cháu gái đang học lớp 11. Còn cháu trai? Học lớp 9. Và bây giờ hai cháu đang ở với em luôn. Vâng, đúng. Con gái em đăng ký chương trình cho em là cũng mong muốn cho bố tìm được một cái người phù hợp. Con mong có được cho cha đó hả? Vâng. Rồi dễ thương quá vậy. Thôi. Đó là lý lịch trích ngang của bên đây, còn bên nhà gái sao? Dạ, đó giờ em có hai mối tình. Mối tình đầu thì còn nhỏ quá cho nên là giống như hai người chưa có đủ nghị lực để vượt qua cái khoảng cách địa lý ạ. Dạ. Còn mối tình thứ hai thì sau 10 năm em cũng được mai mối và quen một thời gian thì thấy anh ấy có nhiều điều hay che giấu em á. Cho nên em thấy không phù hợp. Em cần một sự nghiêm túc và chân thành. Cách đây cũng 8 năm rồi. Chào em gái. Chào anh. Dạ. Nãy giờ em nghe câu chuyện bên đây rồi. Dạ. Có hai người con rồi. Em cảm giác thế nào? Có lẽ là mỗi người có một cái duyên nợ. Ai cũng mong muốn cuộc sống mình hạnh phúc hết. Nhưng mà ví dụ nó không trọn vẹn thì không sao. Miễn là người đó luôn có ý chí cầu tiến và có nghị lực sống và hướng tới tương lai thì em nghĩ là không vấn đề gì. Dạ. Thì là được rồi. Em có mong muốn cái người chồng của mình á phải đẹp trai không? Dạ không ạ. Người đàn ông mà em thích là một người điềm tĩnh, tự tin, sống có trách nhiệm, yêu gia đình. Rồi,
Ok, em không thích điều gì đàn ông? À, đừng có cọc cằn, thô thiện, gia trưởng. Cái gì cũng biết là được, đừng ghiền. Không ghiền vợ được à. Em phải ghiền vợ chứ em... Ừ. Hai em trai, em mong muốn một người phụ nữ sẽ cùng em hết cuộc đời còn lại như thế nào? Thì cũng mong muốn do có chương trình thì mình tìm được đúng người của mình, chân thành. Đối với gia đình, cá nhân em thì cũng muốn người để tìm được người để sống đến với nhau, được sống đến được đến đầu bạc và đến còn cuối đời còn lại của mình giờ. Để dành cho nhau. Cũng mong muốn là hiểu được hoàn cảnh của em và chia sẻ cùng em trong cái cuộc sống thôi. Còn về công việc thì là em khẳng định là em tự em sắp xếp lo được. Con gái đăng ký cho bố nữa đó. Dạ. Nó được về Ninh Bình sống nha. Con hả? Ôi xinh xắn và lớn. Con nhiêu tuổi rồi? Dạ con tên Huyền Trang. À, năm nay con 17 tuổi á. Con đăng ký cho bố đi tìm vợ vậy con? Là do là ở nhà thì con với em con thì suốt ngày đi học, lại con thấy bố cũng vất vả. Con muốn đăng ký cho bố để tìm được người có thể tâm đầu ý hợp và chia sẻ mọi công việc với bố để bố có thể bớt vất vả đi ạ. Mấy hôm nay nôn nao không con? À, có, con cũng thức đêm, con không ngủ được vì bố. Ha, con thấy cô này thế nào? À, con thấy cô cũng xinh, thấy cũng rất là hiền lành và dễ thương ạ. Sắc chứ sao luôn. Xinh xắn ha. Cô về sống chung với con thì con có yêu cầu gì cô không? Dạ, nếu như mà cô về chung sống với gia đình con thì con cũng không yêu cầu gì nhiều ạ. Con chỉ cần một người luôn lo lắng và luôn chia sẻ cùng với bố, yêu thương chúng con là được ạ. Lại chúng con cũng lớn, cũng tự lo cho bản thân mình được nên là cũng không lo gì cho chúng con là nhiều ạ. Chỉ cần lo cho bố thôi ha. Thôi, đất ơi, thiệt tình, dễ thương quá trời luôn. Còn kia là gì, bên kia là gì? Bạn. Em xin phép được chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân, xin chào khán giả. Em tên là Nguyễn Văn Thắng, em sinh sống ở Ninh Bình. Em là bạn của anh Tứ Diện ạ. Chị Thu là một người rất là duyên dáng, dễ thương, hiền lành, phúc hậu. Thì qua đây thì em cũng mong là giữa hai anh chị có một cái cơ hội cho nhau để về đoàn kết, đoàn tụ và hạnh phúc. Thu đi với ai vậy? Dạ. Hôm nay em đi với bác em và vợ chồng của em trai em và các người bạn rất là thân thương của em ạ. Xin kính chào hai MC, tất cả các quý vị ở khán phòng. Tôi là bác của cháu Liệu. Bác thấy thì cũng nói cháu đi ha. Chững chạc, nhìn hiền lành. Thì bác cũng chấm rồi đấy. À, bác cũng chấm rồi. Nhưng mà em có chấp nhận một người đàn ông đã có gia đình không? Em nghĩ là con người giữa hai người có tình cảm yêu thương nhau, gắn kết và vun đắp hạnh phúc là được. Còn đương nhiên là ở tuổi em thì để mong đợi một người độc thân như em thì chắc là rất hiếm. Đúng rồi. À, và tuổi xuân của em thì cũng nói chung là tuổi trẻ nó cũng đã qua rồi. Không, em còn trẻ lắm á. Yên tâm. Thôi, mới mở rào. Mở rồi. Rào đi rồi hai người tự cảm nhận nha, mở rào. Bây giờ chúng ta cảm nhận xung quanh không có ai đi. Đây là khoảng không gian của hai bạn đó. Bắt đầu. Vâng, chào Thu nhé. Chào Thu. Chào anh. Tiến tới đi. Chắc đứng hình luôn rồi, đứng hình luôn rồi. Chị nhìn rất kỹ. Đến chương trình thôi thì trước hết có món quà. Thì cũng mong bạn tặng nhân ngày gặp mặt đầu tiên. Dạ, em cảm ơn anh. Trước khi lên chương trình đó, thì em cũng có mơ ước là người đàn ông ấy sẽ tặng em một bó hoa màu tươi, đúng là như ý nguyện. Nhưng mà chắc số bông thì nó chưa được như vậy thôi. Nhưng mà màu hoa hồng thì đúng như ý em mong muốn. Rất là cảm ơn anh. Thực sự là mình cũng đi hết quận nhất để mình tìm. Dạ. Để mình chọn được mỗi hồng này là hồng ta thôi. Lấy 19 bông cho đủ ý nghĩa. Bản thân mình thì mình cũng đặt tâm nguyện vào bó hồng này. Dạ. Nhất thứ hai là mình cũng có món quà thứ hai mong bạn nhận cho. Là cái buổi gặp mặt đầu tiên. Anh em đi sao lại bạn vào đấy? Có quà thứ hai nữa hả? Có quà thứ hai nữa kìa. Trời ơi. Bạn quá chân thành à. Không biết là mở chỗ nào nữa. Đầy đủ luôn á. Trời ơi nhẫn nữa. Chị ơi mở chỗ nào nha. Chị mở giúp em. Trời ơi chết rồi. Con ơi, con giúp bố này nhanh đi. Phấn khởi. Đấy. Ừ. Con vào đây. Giúp bố đi con. Trời ơi. Công việc của mình đang làm mà, coi như là chương trình đã ghi nhận lại nhé, cả nước đều thấy rồi nhé con nhé. Nhìn cái hình ảnh này xúc động lắm nha, trong mỗi gia đình chúng ta đó,
Còn thấy hình ảnh này xúc động lắm á. Tôi mà là con gái là tôi rụng tim nãy giờ rồi đó. Đó. Rồi, cảm ơn con gái. Rồi, cảm ơn gái nha. Cảm ơn con gái. Tôi gặp bạn ấy là hữu duyên thì cũng mong bạn cho mình theo vào để chúng mình còn gặp nhau còn tiếp theo nữa. Ôi hột to quá Linh ạ, à. Chết dở. Em có một món quà tặng anh ạ. À. Cảm xúc bây giờ anh muốn cảm xúc của Thu thế nào Thu nói với. À, cái cảm xúc khi được nhận quà đúng là đây là lần đầu tiên em được nhận một món quà giá trị như vậy. À, xin cảm ơn. Trời. Và cái món quà này là một cái áo sơ mi là do chính tay em làm. Trong này có một tấm thiệp em có ghi vài câu thơ ạ. Nếu chẳng phải nửa của mình, chẳng phải nửa của nhau thì Thượng Đế ơi đừng bắt con lầm tưởng. Bởi con biết khổ đau hay sung sướng là đúng sai khi nhận nửa của mình. Em đến đây mang hết tâm tình, nhờ mai mối nối tình anh đâu đó, để từ nay ta không tìm nhau nữa, về bên nhau cho hạnh phúc đong đầy. Cảm ơn em. Rồi cái áo thử em xem. Mở ra đi Thu. Em áo sơ mi trắng rồi. Ghê chưa? Ba mấy em... Rồi đây em cũng không em biết là anh mập hay ốm. Rồi thôi, anh cảm ơn rồi. Anh có thể cho em hỏi anh một câu được không ạ? À, theo anh, trong hôn nhân điều mà cả hai cần dành cho nhau là gì ạ? Cái thứ nhất dành cho nhau là phải có từ chung thủy và phải biết nhẫn nhịn lẫn nhau, thế thôi. Còn là trong cuộc sống hạnh phúc trong gia đình thì mình chỉ cần bốn chữ là ấm no hạnh phúc, thế là đủ lắm rồi. À, anh có ghiền gì không ạ? Ví dụ như thuốc lá hay là rượu, bia? À, thuốc là mình không hút rồi. Dạ. Còn rượu thì mỗi lần đi giao tiếp với lại khách hàng đấy thì mình cũng có uống 1-2 ly thôi. Dạ. Đấy, bia thì chắc uống được độ 1 cốc, thế không? Anh có điều gì muốn hỏi em không? Mình... Cậu sinh năm 79 nhỉ? Dạ. Sao lại cậu với tớ rồi? Nếu mà chúng ta có cái duyên về một nhà thì bao lâu anh có thể cho em về thăm ba mẹ một lần? Cái công việc của mình là công việc tự do rồi, chứ không có phụ thuộc trong cái công việc giờ hành chính của nhà nước. Dạ. Nên là mình sắp xếp công việc của gia đình mình ổn định là mình có thể thăm bất cứ lúc nào thôi. Dạ. Rồi. Cái câu mà chồng mà bao giờ cho vợ về thăm gia đình lần nó xưa lắm rồi. Bây giờ thời hiện đại rồi, đi máy bay rất là nhanh. Thì anh nghĩ rằng cái chuyện mà đi về thăm gia đình nó không khó đâu. Không phải như ngày xưa mà chỉ có mỗi phải cái là 1-2 năm mới cho về thăm gia đình. Anh muốn hỏi em rằng là bây giờ thì chúng mình gặp nhau ở đây là hữu duyên, nhưng mà giữa khoảng cách mình là ở ngoài Bắc mà em lại ở trong Nam trong này, cũng đang hơi phân vân về cái vấn đề rằng là em về ngoài đấy sống thì liệu em có thế nào. Anh vào sống chỗ này chắc anh không vào được, bởi vì sự nghiệp với lại công việc của anh bây giờ đang ấn định ngoài đấy cả rồi. Cuộc sống mà phía trước còn nhiều điều mới, cũng không biết chắc là như thế nào. Nhưng mà em nghĩ thì ở đâu, miễn là nơi đó công việc mình phát triển tốt, miễn là nơi đó có một bờ vai yêu thương, chia sẻ cùng mình là được. Chỉ là anh đừng để em mà khi mà ra làm dâu nơi xa xôi mà anh còn giống như anh để em bơ vơ thì điều đó mới là làm em lo lắng thôi. Đúng rồi. Cô Thu này cũng hay quá trời hay rồi. Thật sự. Theo anh thấy là Diện, bây giờ Diện bước tới đi. Nắm tay Thu nào, tí xíu. Nắm hai tay luôn. Nắm hai tay, tay bên kia luôn. Nắm hai tay nhìn thẳng vào nhau. Vì... gặp được em ở đây thì... anh cũng mong muốn rằng là thôi mình cứ cho nhau cơ hội. Anh cũng sống mình cũng lâu rồi. Đến nay gặp được em thì anh nghĩ rằng thì thôi mình gặp nhau duyên đây nó đã hữu duyên rồi. Thì gặp được nhau ở đây thì anh cảm nhận em là cũng được. Nên là anh... Được là được như thế nào? Anh cảm nhận như thế nào? Thực sự anh cứ... trong sân khấu thì thời gian nó cũng hơi ngắn. Cho mình thời gian hơi ngắn. Thì là anh mới gặp em thì anh cũng cảm thấy mến em. Em có thể tặng anh một bài hát được không ạ? Được. Đó, hành nắm tay cứ nắm tay. Nắm tay thế mà hát. Em cứ hát cho thoải mái đi. Thuyền xa sông, thuyền tìm xa biển lớn. Theo tiếng gọi ngàn con sông khơi xa. Thuyền có hay sông lặng lòng yên ả. Vẫn đợi thuyền nhớ bến sẽ quay về. Ngày anh đi bỏ mình em đứng đó, anh có hay lòng em mãi thương anh. Đừng cách xa cho mi buồn đẫm lệ, rơi vì người đi mãi không về. Detox không khí từ trong ra ngoài. Hai bạn để tay vào nút bấm
Nếu cảm nhận thích và rung động, chúng ta bấm nút nha. Nào, 1, 2, 3. Hết thời gian. Hay quá, hay quá, hay quá. Bây giờ hai người bấm nút rồi, mình mới nói nha. Trước khi lên đây đó, hiện chưa có muốn tặng món quà thứ hai đâu. Khi nào gặp người đó mới quyết định tặng món quà thứ hai. Đúng rồi, cái tim của mình khi nói chuyện thì mới tặng món quà thứ hai. Bởi tặng món quà thứ hai là chúng ta đã trao nhau cái cảm xúc đầu tiên, và chúng ta hy vọng cái điều đó kéo rào ra tặng món quà thứ hai luôn, rồi biết cảm xúc của chị thế nào. Rồi bây giờ ta làm nhanh cái động tác, ta phải hôn vào má cái. Ôi giời ơi. Xin phép gia đình, gái. Xin phép em. Ninh Bình đẹp lắm em ơi. Nắm tay nhau, nắm tay nhau. May áo dài Ninh Bình cũng ok lắm nha. Ninh Bình. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Gửi tặng đến bạn nữ bộ 3 sản phẩm kem nền đến từ thương hiệu Vanessa Care. Vanessa Care là thương hiệu mỹ phẩm trang điểm Hàn Quốc, được chiết xuất từ hồng sâm, mang đến cho bạn một lớp nền hoàn hảo với những trải nghiệm ưu việt. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bình thủy điện BLK30FLVKTVN. Hẹn giờ đun tiết kiệm điện năng, hệ thống bơm rót nước điện tử, màn hình hiển thị LCD, cảm biến cạn nước, chế độ tự vệ sinh bình.